Chào mừng các bạn đến với Kim Sơn Bay Sơ Nhà Đẹp nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Các bạn thân mến, trong video hôm nay Kim Sơn Bay muốn chia sẻ với mình về những cái màu sắc phù hợp cho phòng khách của ngôi nhà của mình. Và đây là những màu sắc rất là được ưa chuộng hiện nay. Xin mời các bạn cùng tham khảo nhé. Phòng khách của gia đình chúng ta thì được ví như là một gói bộ mặt của ngôi nhà. Chính vì thế và sự lựa chọn màu sắc cho căn phòng này rất là quan trọng. Ngoài việc các bạn chọn màu sắc theo sở thích của cá nhân gia chủ thì màu sắc chủ đạo của phòng khách còn phụ thuộc rất vào nhiều yếu tố. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái yếu tố chủ đạo để các bạn dựa vào đó và phối màu cho căn phòng khách của mình nhé. Thứ nhất, các bạn có thể chọn màu sắc phòng khách theo hướng về cái chọn màu sắc theo hướng thì nếu mà phòng khách chúng ta hướng ra những phía có nhiều ánh sáng hoặc là ánh sáng chiếu trực tiếp vào, ví dụ chúng ta hướng trực tiếp hướng đông hay hướng tây là đón ánh nắng trực tiếp, thì các bạn sẽ chọn những cái màu sắc nhẹ nhàng và sẽ làm cho nó cảm giác nó dịu bớt cái màu nắng đó. Và ngược lại, khi mà phòng khách các bạn hướng về hướng bắc và hướng nam thì nó sẽ không có đón được cái ánh nắng nhiều, cho nên chúng ta sẽ chọn những màu sắc ấm nóng để nó cho bù đắp lại và giúp cái phòng khách chúng ta sẽ tạo được cảm giác là nó sẽ ấm áp hơn. Những cái tông màu giúp cái phòng khách của các bạn nhẹ nhàng và thoải mái, không có gây cái cảm giác nóng bức như là những cái màu lợt đó mấy bạn, những cái tông màu ôn hòa trung tính, màu sắc xám, màu trắng nè, xanh lợt vân vân. Còn những cái màu mà các bạn muốn cái phòng mình ấm lên thì các bạn có thể chọn những cái màu như là cam, đỏ hay là vàng đậm vân vân, và những cái màu nó theo cái hướng mà nó đậm hơn một tí. Cái màu sắc chúng ta chọn theo diện tích căn phòng mấy bạn. Màu sắc của phòng khách nó sẽ được chọn theo diện tích mặt sàn và chiều cao của trần. Để cái phòng khách trông vẻ có vẻ nó rộng hơn thì người ta sẽ thường là sơn cái trần màu nhạt hơn so với bốn bức tường xung quanh. Và tương tự như vậy, muốn phòng khách của các bạn thoáng đãng hơn thì các bạn hãy sơn màu tường đậm hơn màu sàn nhà nha. Và tất nhiên là trước đó các bạn cần phải chọn cái màu gạch sàn, nó sẽ sáng màu hơn một tí. Cái nguyên tắc phối màu thứ ba, các bạn có thể dựa theo, tức là các bạn sẽ xác định cái phong cách rõ ràng cho cái phòng khách của nhà mình. Tức là trước khi mình phối màu thì mình xem là các bạn muốn chọn cái màu sắc chủ đạo là màu gì, rồi sau đó các bạn mới tiếp tục phối. Nếu bạn muốn phòng khách theo phong cách hiện đại thì chúng ta nên chọn màu tím, là xám tím là những màu chủ đạo, và những cái màu này nó sẽ tạo nên cái sự sang trọng và tinh tế và có cái cảm giác sự giàu có và thành công cho cái ngôi nhà của mình. Với những người yêu thích phong cách Bắc Âu thì chắc chắn cái tông chủ đạo thì sẽ là màu trắng mấy bạn. Để màu trắng nó không đơn điệu thì chúng ta sẽ phối thêm những cái màu viền hay là những cái điểm nhấn cho phòng khách của mình. Có một nguyên tắc mà các bạn cần lưu ý khi chọn màu cho phòng khách là chỉ nên có tối đa 3 gam màu. Nếu mà phối màu quá nhiều thì nó sẽ tạo nên sự rối rắm, và nếu mấy bạn lạm dụng màu sắc nhiều thì sẽ nhìn cho căn phòng của mình nó sẽ rất là rối mắt. Cho nên là chúng ta sẽ tuân thủ một cái nguyên tắc là 6-3-1, thì trong đó 6 phần là tông màu chủ động, 3 phần tông màu bổ trợ và 1 phần dành cho những cái chi tiết nhỏ để tạo hiệu ứng đặc biệt. Các bạn thân mến, một cái nguyên tắc chọn màu trong phòng khách
mà gia chủ hay quan tâm đó là chọn theo cái bản mệnh để mà nó phù hợp với cái bản mệnh của gia chủ, giúp cho gia chủ làm ăn sẽ may mắn hơn hoặc là sự nghiệp thăng hoa hơn, gia đạo sẽ bình an hơn. Kim Sư Minh đính kèm cái bảng chi tiết tra cứu về màu sắc theo bản mệnh để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn những cái màu sắc hợp mệnh hợp tuổi của gia chủ bên mình nha. Và trong video hôm nay thì chia sẻ một số vấn đề về cách phối và chọn màu sắc cho phòng khách, mong là sẽ đem lại những cái kiến thức hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Kim Sơn Băng, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Thân ái và chào tạm biệt các bạn.